Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hiện tại Thúy Trần đang có mặt tại siêu dự án Thăng Long Center City, hay còn được gọi là dự án Thăng Long 2, nằm tọa lạc tại trung tâm thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, kết nối trực tiếp với lại trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng và nằm liền kề với cùng khu công nghiệp Bầu Bàng có quy mô lên tới là 3.200 hecta. Vâng, khu công nghiệp Bầu Bàng đang là nơi tập trung cũng như là thu hút lực lượng lao động kỹ sư chuyên gia về đây sinh sống và làm việc khá là đông đảo ạ. Và cụ thể hơn nữa là Thúy Trần đang đứng ngay trước khu vực công viên của dự án của chúng ta, có tên gọi là công viên Thăng Long Garden. Vâng, công viên của chúng ta đang được chủ đầu tư san lấp cũng như là tiến hành thi công để làm hồ bơi, hồ sinh thái của chúng ta. Vâng, công viên Thăng Long Garden là công viên lớn nhất hiện tại trong dự án đang được chủ đầu tư gấp rút thi công. Và chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi thì công viên này sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng ạ. Vâng, nhìn xa xa thì chúng ta có thể thấy ạ, máy móc cũng như là xe ben đang làm việc hết là công suất để là đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng trong thời gian tới ạ. Và bây giờ Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng chạy bước để ngắm nhìn lại toàn bộ tiến độ thi công công trình của công viên Thăng Long Garden nhé. Vâng, và nằm đối diện với lại công viên Thăng Long Garden chính là các sản phẩm trong giai đoạn này mà bên công ty Nam Dương sẽ triển khai, đó là các block liên kế 4, liên kế 5 và liên kế 6. Các block này đều nằm ở gần các tiện ích như là gần công viên lớn nhất này, nằm cạnh phòng khám đa khoa và nằm ngay gần với lại các shop house của chúng ta đã được xây dựng ạ. Vâng, thì xin báo giá cũng như là báo diện tích để quý anh chị và các bạn chúng ta có thể cân đối. Với diện tích rất đa dạng từ 70m², 80m² đến 100m², và với quy cách là 5 x 15, 5 x 16 và 5 x 18 xuống thế ạ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, chúng ta quan tâm đầu tư đây thì hẳn là chúng ta đang quan tâm về vấn đề giá cả đúng không ạ? Với mức giá chào bán hiện tại với mức giá là 860 triệu trên một nền, quý anh chị và các bạn chúng ta có thể chọn được nhiều hình thức thanh toán. Thứ nhất là thanh toán nhanh 95%. Chúng ta sẽ được giảm chiết khấu 10% giá trị lô đất cộng với 1.000 USD, tức có nghĩa là giá chỉ còn lại là 750 triệu trên một nền với quy cách là 80m². Còn đối với những diện tích nhỏ hơn thì chúng ta sẽ có những mức giá thấp hơn, sẽ dao động từ 730 đến 790 triệu đã bao gồm chiết khấu. Quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư đất tại dự án khu vực Bầu Bàng và đặc biệt là tại dự án Thăng Long Center City có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548 thì sẽ hỗ trợ tư vấn để chúng ta chọn được một vị trí phù hợp của chúng ta đầu tư sinh giá trị lợi nhuận tốt nhất nha. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ để đón nhận những thông tin hữu ích trên kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương.